Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Và các bạn ơi, đúng như mình dự đoán ở tập trước rồi, có vẻ là mình đang ở một cái khu vực không được an toàn cho lắm. Vì ngay sau khi mình ở đây một lúc thôi đã xuất hiện những cái flat mau các thứ nè, và thêm một con quái vật nhìn thấy ghê đằng kia. Yêu, mình phải hạ nó ngay thôi. Ok. Ui. Ê. Ê, có con nào đánh mình đúng không? What the heck? Thôi không ổn rồi, không ổn rồi. Mình phải lập tức sử dụng cái khói CDU mà mình đang có và đẩy lùi cái đại dịch ở cái khu vực này thôi các bạn ơi. Không ổn, không ổn. Mình sẽ đặt một cái ngay ở chính giữa ha. Chỗ này chẳng hạn. Rồi. Tiếp theo thì chờ đợi cho nó phát huy công dụng thôi. Rồi 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 rồi, nó bắt đầu hoạt động rồi đó các bạn. Tốc độ thì có vẻ là cũng tương đối ổn ha. Trời ơi, ui, nó xuất hiện ngay đằng sau mình luôn. Yêu. Tuy nhiên có một điều, khi mà cái cục CDU hoạt động thì trời ơi, khu vực này rất là lắc luôn các bạn à. Các bạn nhìn tốc độ của bọn chúng di chuyển là biết ha. Đó, nó cứ bị khựng khựng ha. Trời ơi, trong kia thì nó đang tiến hóa liên tục kìa. Quần đồ gì vậy? Để mình vô mình kiểm tra coi những cái nấm bên trong bị dọn dẹp như thế nào rồi. À dạ, cái con này mới tiến hóa à. Nhưng mà nó cũng hẹo rồi các bạn ơi. Này thì tiến hóa hả? Rồi. Ui, có vẻ là sạch bong luôn các bạn ơi. Này, ăn trệt không còn nấm luôn. Ngoài rìa thì vẫn còn sót nha. Cái nào sót thì mình chịu khó mình đập bằng tay các bạn ơi. Nhà vệ sinh thì cũng sạch bong luôn. Ê, chưa chưa, còn sót một ít cái. Nhưng mà nói chung thì cũng không có quá đáng kể ha. Cơ bản là cũng tương đối clear rồi đó các bạn ạ. À. Quái vật thì cũng sạch kinh kít luôn ha. Ê ê ê. Ui, không hẳn đâu. Vẫn còn sót. Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài con ha. Nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Và tiếp theo sẽ là khu vực bên kia đó. Dự tính là hôm nay mình sẽ đẩy lùi hai khu vực đại dịch khá là to mà mình từng sinh sống á. Cơ bản thì khu vực này sau khoảng hơn 5 phút các bạn đã được đẩy lùi đại dịch thành công rồi. Chắc mình cũng thu gom rồi lập tức bay qua khu vực bên này để chúng ta tiếp tục dọn dẹp đại dịch ha. Các bạn, cô này ở đây hình như nó đã hình thành một cái kén rồi nè. Yêu, rất là to luôn các bạn ơi. Đặt cục CDU xuống. Ok, nó vẫn còn có thể hoạt động được một lúc nữa. Yêu, nhưng mà chỗ này hơi lắc nha. Có vẻ là ở dưới có rất là nhiều quái vật đây. Okay. Hiện tại thì tốc độ lây lan của bọn chúng có vẻ đang giảm dần các bạn. Ừ, các bạn cũng thấy rồi ha. Không còn quá nhiều như những ngày trước nữa. Giờ thì xuất hiện lác đác không hả? Trời trời. U ma mơ hả? Ê ê, nó gấp mình vô. Ôi ôi. Ủa, nó chống cự. Yêu. Không ổn rồi, mình phải đặt thêm một cục CDU khác ở phía trong này các bạn ạ. Để đẩy nhanh cái tốc độ hơn ha. Ủa, cái này là cái chỗ hàng rào lúc trước của mình nè. Mèn đứa coi. Đặt xuống một cục. Còn năng lượng không? Ok, vẫn còn. Nghe nghe dưới coi. Yêu. Ở dưới còn. Ui trời trời, nó bắn tùm lum lên kìa các bạn coi coi. Ui trời trời, con này nó bị biến thành quái vật nhiễm nấm ký sinh luôn rồi. Gán lên các bạn ơi. Một lúc nữa thôi. Chỗ này hơi to nên là mình nghĩ sẽ lâu hơn cái chỗ bệnh viện á các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta vẫn có thể đẩy lùi được ha. Nếu mà mình tiếp tục phát huy cái công cuộc đẩy lùi dịch bệnh như vậy thì chắc sẽ không lâu đâu. Chúng ta có thể đẩy lùi hoàn toàn cái đại dịch này các bạn ơi. Ở dưới có vẻ bắt đầu clear hơn rồi cơ. Ui da, mặc dù hơi lắc nha. Ừ, phía sau này xuất hiện các bạn ơi. Yeah, lại là cái con Usurper. Nãy giờ là mình thấy xuất hiện những cái con tương tự như vậy khá là nhiều ha. Rồi, và mình sẽ qua coi cái cục CDU của mình nó còn năng lượng không nhá. Để ý nhá, hết là mình phải chăm vô liền các bạn ơi. Các bạn có công nhận là cái cục CDU này nó làm việc cực kỳ hiệu quả không? Ôi, cái gì vậy? Ê, cái gì mà nổ? Thồn quá thồn, trời, tự nhiên nó bự lên khủng khiếp luôn các bạn ơi. Ây da, lại xuất hiện con Umamer khác nè. Không ổn rồi. Bữa nay chủ yếu là những cái con này xuất hiện hết các bạn. Ây vô. Và sau hơn 5 phút hoạt động thì khu vực này
đã clear gần hết những cái kén rồi các bạn ạ. À. Chỉ còn rải rác những cái con quái vật nhìn khá là kinh dị này thôi ha. Điều này thì cũng không khó tránh khỏi tại vì mình chưa đẩy lùi hoàn toàn cái đại dịch nữa. Ít hôm nữa mình phải đi khám phá và tìm ra được cái đảo khởi nguyên cái đó. Đó là cái hòn đảo mà cái đại dịch này bắt đầu bùng phát đó các bạn ạ. À. Rồi, giờ thì lấy lại những cái cục CDU của mình và chúng ta đi tiếp ha. Tại vì phía bên này vẫn còn một cái ổ dịch khác nè. Nó không quá to các bạn. Ừ, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã trở lại đây rồi. Nên là ít ra cũng phải dọn dẹp đại dịch ở khu này chứ. Con nào lại đây là mình hay xanh chính với nó đó nha. Bữa nay là không còn quá đông các bạn ơi. Đây. Fayret mà nó đi một lần có một mình đó hả? Sao mà nó mần lại mình? Này thì Fayret hả? Ừ. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày mà chúng ta khá là chill đây. Dễ thở hơn rớt các bạn ạ. Ok. Rồi, mới khen là dễ thở luôn á. Quá trời Fayret nó dí lại rồi các bạn ơi. Kìa Fayret không luôn kìa. Ê mấy con khó chịu không luôn á. Yêu. Thôi thôi bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ây ôi. Bởi vì mình không nên gáy các bạn ạ. Mình gáy sớm là hay bị nghiệp quật lắm các bạn ạ. Và sơ bộ đó là những gì mà mình sẽ làm ở khu vực mình từng đi qua và sinh sống á. Nói chung thì mình sẽ không thể dọn sạch sẽ 100% được các bạn ạ. Nhưng mà ra những cái ổ dịch bự thì mình cũng đã đẩy lùi được rồi hết các bạn. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ bay đi và đi tìm một cái khu vực nào đó yên bình một xíu để mình làm một cái căn cứ mới ha. Tại vì sắp tới cũng sẽ có khá là nhiều cuộc càn quét của bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh đây. Tại vì càng về sau bọn chúng sẽ xuất hiện càng dày đặc hơn và những đợt càn quét cũng sẽ gắt hơn á. Mình mà ở bên ngoài thì cũng khá là nguy hiểm. Nhỡ đâu xui xui bị kẹp giữa một cái là xong luôn á các bạn ạ. Kết thúc cuộc hành trình đấy. Ê. Ê, tính ra lâu rồi mình mới gặp lại cái bác dân làng này nhá. Ê, có hôm á, mình chạy trốn, mình ghé qua nhà bác này, mình ngủ nhờ một đêm nè. Ui, bác này vẫn còn sống ở khu vực này các bạn. Quá là tuyệt vời ha. Chỗ bác ấy thì có vẻ đại dịch cũng chưa có càng tới nè. Khá là yên bình đấy, nhưng mà chỗ này thì không được an toàn lắm. Không có cái gì bảo vệ hết á. Ủa, cái chỗ này mà lại có vài con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó ra biển. Ây da, nó đi bắt cá các bạn ơi. Bọn này bây giờ có vẻ là khá là thích bắt cá luôn á. Yêu. Bọn cướp ở đây thì chắc chắn là không còn rồi. Chắc bị bọn chúng sơ tái hết rồi đó các bạn ạ. Nếu vậy thì thôi, mình xin mấy cái kiện gom hen. Sau đó thì đi tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ làm song song hai việc. Thứ nhất là đi tìm căn cứ mới nè. Và thứ hai là tìm luôn cái đảo khởi đầu luôn á. Dự là đó là một cái hòn đảo rất là nhiều nấm các bạn ạ. Chắc cũng sẽ giống cái đảo nấm của Minecraft Vanilla của chúng ta hay chơi á. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra được cái hòn đảo đó trong thời gian sớm ha. Uầy, ở đây tự nhiên có một cái ngôi nhà bị bỏ hoang các bạn ơi. Mà khu vực này khá là cao luôn. Tương đối chill các bạn ạ. Đát đát cũng có quái vật xuất hiện trên này nha. Không quá nhiều các bạn. Ừ, chỗ này cao mình có thể dễ dàng quan sát xung quanh được á. Nên ở đây hay là ở cái tò bên kia nhờ. Chắc là mình sẽ sửa ngôi nhà này lại rồi biến nó thành căn cứ mới quá các bạn. Trong này thì cũng không quá là dột nát ha. Chỉ banh cái mái nhà thôi. Ok, đặt cái giường mình xuống. Coi như đây là căn cứ mới đi. Bắt đầu một cái cuộc hành trình mới ở một vùng đất mới ha. Ui nhưng mà hình như cũng sắp tới ngày bọn chúng càng quét. Ê cái gì? Nữa lại bị thức giấc nửa đêm nữa đó. Thiệt luôn á, có gài không có ngủ yên giấc được luôn các bạn ơi. Eo ơi. Thôi, nửa đêm thì cũng phải gán thức dậy rồi sửa cái nhà thôi ha. Chỗ này chắc mình sẽ cần phải cắm đuốc khá là nhiều xung quanh để hạn chế quái vật linh tinh nó xuất hiện đó các bạn. Ừ, mặc dù cắm thì cũng không có hạn chế hoàn toàn, nhưng mà ít ra thì nó cũng đỡ hơn là không cắm ha. Rồi, cắm đuốc sáng sửa xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần lợp lại mái nè, bằng những cái gỗ sồi ha. Gỗ sồi thì hình như mình... À đây, trong ba lô mình còn khá nhiều nè. Úi! Ê! Đốm đốm! Trời! Ê, khoan khoan rồi, thôi xong rồi. Lộc bị các bạn phát hiện rồi, úi dồi. Coi như các bạn chưa thấy gì nha. Ui, coi chừng. Ê, gồi luôn rồi, mất 5 triệu rồi. Ôi, lộn, mất em đốm đốm rồi. Trời. My gosh. Không sao các bạn. Từ từ chắc em cũng trả lại mình 5 triệu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thằng thanh con này. Em cũng bay về cái nhà mình thôi. Đó, nè.
Ê, ê gọi gọi lại mất 5 triệu. Ôi mất em đom đóm rồi. Ôi trời. Em cho mình hay sao các bạn? Rồi tính ra chỗ này yên bình phết các bạn ơi. Ờ công nhận. Ôi nhưng mà mình có gáy sớm không ta? Lần trước mình ra biển mình cũng nói cực kỳ yên bình luôn. Rồi sau đó các bạn cũng biết kết quả rồi đó. Yêu lần này không biết có giống vậy không đây. Trời ơi. Mình chỉ sợ giống vậy thôi các bạn ạ. Mình không muốn như vậy đâu. Ok, mặc dù không quá đẹp nhưng mà ít ra mình cũng đã có được một cái ngôi nhà nó lành lặn một xíu rồi các bạn ạ. Nó đỡ bị dột mái ha. À, phần tường thì mình có thể lấy thêm đá cội rồi mình vá lại cũng được ha. Ui, và bây giờ cũng là ngày 68 rồi. Ê, thường thường mấy cái ngày chẳng như là ngày 10, 20, 30 đó là những cục mốc mà bọn quái vật sẽ tiến hóa đó các bạn ạ. Yêu, mình phải chuẩn bị cho ngày 70 thôi. Tình hình có vẻ căng nhiên. Chỉ có 2 ngày để mình chuẩn bị thôi đó các bạn ạ. Không biết mình chuẩn bị kịp hay không nữa đây. Và để cho cái cửa sổ của mình kiên cố nhất thì chắc mình sẽ sử dụng những cái kiến cường lực các bạn, thay cho những cái tấm kiến bình thường ha. Kiểu này cho bọn chúng ha, tấn công mệt mỏi luôn cũng không bể được kiến nhà mình. Mình đã có kinh nghiệm rồi, rồi thêm một chút kiến thức và trải nghiệm nữa. Bọn này bây giờ rất là khó để tấn công được mình đây. Ừ, mình còn cái này. Hình như, ui đúng rồi. Cái này nó có thể biến những cái block trở thành block siêu cứng luôn các bạn. Đây rồi. Giờ cái nhà mình giống như là bê tông cốt thép vậy đó các bạn à. Cực kỳ cứng và chắc luôn nha. Kiểu này thì bọn chúng sẽ mệt mỏi. Cho mà xem. Yes sir. Đợi mình xíu. Mình thì nâng cấp cái nhà mình lên cái đã các bạn. Nhỏ mà có giỏ là đây ha. Không còn nhà bự đâu. An toàn là được. Mấy chỗ này thì mình cũng sẽ sửa lại. Đó. Như vậy thì nhìn có vẻ ok hơn nè. Đấy. Còn mấy cầu thang có làm được block siêu cứng không ta? Ừ ha. Ui được luôn các bạn ơi. Mặc dù màu của nó thì hơi sẫm lại một xíu nhưng mà không sao. Miễn nó cứng là được ha. Gì chứ thấy cứng cứng là mình thấy khoái rồi đó. Ôi 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 ôi. Chưa có ăn tân gia mấy fan ơi. Mày Đức ơi. Cứng ở ngoài không thì chưa đủ các bạn. Cứng thêm bên trong nữa ha. Rồi. Giờ thì cái nhà mình ta nói gọi là ha, siêu kiên cố luôn các bạn à. Từ trong ra ngoài. Ồ chỗ này còn thiếu thủy tinh nè. Lắp thủy tinh cường lực vô. Động phim. À, bây giờ thì chắc chỉ đợi bọn chúng tới và test cái độ cứng của cái ngôi nhà mình thôi các bạn à. Háo hức ngang. Ôi, nhưng mà khoan. Hình như mình chưa có cửa đúng không? Từ từ để mình lấy cửa cái đã. Hôm bữa mình có chơm được một vài cái cửa trong cái chỗ nghiên cứu kia. Cửa. Đây, hai cái các bạn. Nhưng mà cái nhà này có một cửa thôi nên mình sẽ đặt xuống một cái ngay đây ha. Đấy. Ngọn lành ngay, cửa này bọn chúng không có đập được đâu. Lần trước mình thấy á các bạn ạ. Tuy nhiên cái này thì cần phải có cái nút hoặc là cái tấm áp lực để đi ra đi vô ha. Rồi, nhưng mà vậy cũng không sao đâu. Chịu khó bấm nút một xíu thôi các bạn. Khá ổn ha. Rồi, các bạn thì chỗ ở mới của mình đã xong rồi ha. Giờ thì chúng ta có thể yên tâm làm vài giấc ở đây mà cũng không sợ quấy rầy các bạn ạ. Tiệt là vơi. Nơi ở đã giải quyết xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề vũ khí ha. Bình thường á bọn chúng một hai con thì mình bắn nỏ được, nhưng mà nhiều quá dùng nỏ thì nó không ok các bạn ạ. Chắc mình vẫn phải quay trở lại việc sử dụng kiểu như là chúng sinh vũ khí chúng sinh bình đẳng á. Nên bây giờ mình sẽ vô trong và nghiên cứu công thức làm ra một vài cái hàng nóng các bạn ơi. Để coi coi. Việc đầu tiên mình cần làm đó chính là chế ra một cái được gọi là gunsmith table. Cái này thì làm không quá khó các bạn. Mình chỉ cần một tí sắt thôi á. Yêu, nhưng mà chắc mình phải set up cái chỗ nấu sắt ra quá. Ừ. Mình sắp hết sắt mất tiêu rồi. Bữa giờ xài mà không có chịu nấu thêm gì trơn. Ok, cho sắt vô ha. Rồi dục than vô các thứ nè. Trong lúc chờ đợi thì đặt bàn chế tạo xuống để chúng ta bắt đầu làm tèn tèn trước đi ha. Đầu tiên là một khối sắt, tiếp theo là lấy thêm gỗ và bấm công thức. Vậy là chúng ta đã có cái bàn chuyên để chế tạo vũ khí rồi. Mình sẽ đặt nó xuống ngay đây. Đó, đẹp luôn, đẹp luôn. Cắm hai cái đuốc trên cho sáng nè. Rồi, và khi ấn vào, chúng ta sẽ hiện lên rất là nhiều loại đạn luôn nè. Và mình sẽ chuyển sang những cái trang tiếp theo để chúng ta thấy được rất là nhiều súng ống khác nhau ha. Đủ thể loại luôn các bạn ạ. Ủa, ở đây là súng trường nè. Ủa, có AK luôn các bạn ơi. Wow, wow. Đẹp vậy. AK để coi coi sát thương là 9 các bạn ơi. Ồ, oh, khẩu SKS sát thương 11 nhưng mà hơi ít đạn. M4A1. Sát thương lại không bằng AK ha. Nhưng mà có vẻ tốc độ bắn sẽ nhanh hơn các bạn ạ.
Còn bên đây là shotgun á. Yêu SMG nữa nè. Cũng khá ổn. Ui ui, khẩu UMP này có vẻ ổn nè các bạn. Đam nó bằng AK luôn á. Wow, được rồi ta. Nhưng mà đạn thì hơi ít á, chắc phải gắn thêm băng đạn thêm nữa. Ở đây súng hàng nặng nè. RBK. Ui, RBK 10 đam lận, xuyên giáp 30% luôn kìa. Hay là M249. Ồ, chắc mình nghiêng về RBK hơn các bạn à. Tuy nhiên đạn của RBK thì hơi mắc ha. Cần phải có thạch anh các thứ nè. Còn đạn SMG coi. Cũng cần thạch anh luôn, nói chung đạn nào cũng cần thạch anh hết các bạn à. Ê, còn có bắp chuối nữa nè các bạn. Oh my god, khẩu này bắn chắc bọn chúng ăn một viên thôi là nghẽo của tỏi luôn các bạn à. Trời ơi, nổ tới 120 đam luôn kìa. Wow. Dữ dằn vậy. Bữa nay chắc mình sẽ làm trước một khẩu RPK đi nhờ. Có vẻ là ổn á các bạn ơi. Khẩu này chắc phải gắn thêm các băng đạn chắc cũng được 40 hả ta. Gắn thêm băng đạn chắc cũng được 70-80 viên á, mình đoán vậy. Giờ mình chỉ thiếu mỗi thạch anh để làm ra nó thôi hả. Cũng ok nha. Chắc mình phải qua địa ngục một chuyến để chúng ta đi cày thạch anh thôi các bạn à. Vì tương lai có súng để sang quá giật nhiễm nấm ký sinh, nên chúng ta phải làm liền một chuyến ha. Tranh thủ lúc mà bọn chúng chưa càng quét mình à. Sẵn tiện mình sẽ làm luôn cái cổng địa ngục ngay phía sau căn cứ mình luôn ha. Để nữa mình có qua địa ngục cũng sẽ dễ hơn. Rồi, giờ thì quan bển và cày thạch anh thôi các bạn. Ok. What the heck? Mình xuất hiện ngay cái bát sành luôn. Đúng không vậy? Phải bát sành không ta? Hơi lát các bạn ơi. Yêu, có cái chuông hay gì cơ. Lúc nào cũng vậy ha, xuống đây thì lúc nào cũng hơi lắc vậy đó. Chịu khó một xíu. Ui thiệt các bạn ơi, đây là cái bát sành luôn á. Mấy anh bích lên giơ rượu lên kìa. Nhưng mà không sao, mình có bản hách cực VIP ở bên địa ngục nên các bạn yên tâm. Ôi trời, có mảnh vỡ của đại luôn nè, ngon vậy. Rồi, coi gần gần đây có thạch anh không. Tại nhiệm vụ chính mình qua đây cũng là để lấy thạch anh thôi à. Ủa sao hiếm thạch anh vậy trời. Ok. A few moments later. Ra một quãng đường di chuyển hơi lát một xíu thì mình đã tìm thấy khu vực có thạch anh rồi. Các bạn đợi mình xíu nha, mình đào ít thạch anh cái đó. Ê khoan, từ từ. Mình phải lấy cúp gia tài ra chứ. Cúp gia tài đào cho nó nhiều. Sau khi trở về nhà với một đống thạch anh trên người, mình sẽ cất nó vô ba lô bớt cho nó gọn ha. Tiếp theo là bấm công thức của cây RBK coi. Nó sẽ cần 56 xác, 8 vàng, 8 thịt anh và 12 gỗ ha. Rồi giờ thì đủ rồi nè. Tên tên. Xong rồi. Grab xong là nó văng vô người mình liền nè các bạn. Nhưng mà khoan, các bạn nghe tiếng tạch 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 không? Hết đạn rồi các bạn. Mình không có đạn. Và mình coi thử coi RBK sẽ bắn đạn 7.26 nhân 39mm ha. Mình phải tìm đúng loại đạn và coi công thức chế tạo nha. 7.36. Ồ, không phải đạn này. Đây 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 đây. Cần thuốc súng với cả là copper thôi. Copper mình còn không ta? Ui, hình như mình không có mang theo nhiều copper lắm các bạn ơi. Không được rồi. Chắc mình phải đi đào thêm copper mới được á. Hiện tại mình còn không dám đi ngủ cơ, tại vì ngủ nó sẽ skip thời gian qua rất là nhanh á và sẽ nhanh tới cái ngày 70 lắm. Và điều đó thì không hay tí nào trong cái giai đoạn mình đang chuẩn bị thêm đồ ha. Rồi, ở đây có copper nè. Rất là nhiều luôn. Kết hợp cúp gia tài mình nữa. Mình đào một xíu thôi các bạn, chắc là dư sức để chúng ta chế tạo đạn cho những ngày sắp tới á. Thuốc súng thì mình cũng sắp hết rồi. Chắc trong thời gian dưới hai tập mình phải săn thêm thật là nhiều thuốc súng mới được. Giờ mình có tới hai nguồn tốn thuốc súng, thứ nhất là sắp tới là đạn nè. Thứ hai là cái pháo bông á các bạn à. Hai nguồn mình bắt buộc phải chi á. Hôm nay là ngày thứ 69 rồi. Ôi nhưng mà các bạn có công nhận không? Từ lúc mà mình có cục CDU mình đẩy lùi đại dịch ở những cái ổ dịch bự á, thì lượng quái mà nó lây lan và nó xuất hiện gần đây cũng ít hơn hẳn ha. Chắc là còn lác đác thôi các bạn ạ. Nhưng mà tới ngày 70 để coi coi có sự đột phá gì từ bọn chúng hay không á. Hy vọng là không đi. Lúc đó mình sẽ an toàn hơn trong việc đi tìm cái đảo bắt đầu ha. Ui, xa xa còn có công trình gì nữa cơ. Ê, tò mò nha. Tiếp mình phải qua đó thám thính thử các bạn. Rồi, giờ thì mình cũng có một ít copper rồi nè. Chúng ta bắt đầu chế tạo đạn thôi ha. Đây, loại đạn này mình sẽ làm nhiều nhiều một xíu. Trước mắt là được 90 viên rồi nè. Wow wow, gài đạn cái nhẹ cái ta. Có súng mà không gài đạn hơi ổn á. Đó 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 đó. Ui, gài đạn hơi bị đẹp luôn các bạn. Wow. Mình có nên đi kiếm quái mình test thử không ta? Súng mới phải tìm quái vật nhiễm nấm ký sinh test liền các bạn ơi. Cho bọn chúng ăn kẹo đồng biết mùi đâu chứ. Ê, hay là anh xấu ta.
Rồi anh Sáu đang tắm nắng các bạn. Anh đói hay sao á? Ừ đúng rồi, anh đói các bạn. Ê, gì đây? Chuẩn bị chúng ta có cái cộng dây nịch các bạn ơi. Ôi trời, anh không gớt da ra các bạn ơi. Mình nghe tiếng gì vậy? Tiếng một anh Sáu khác. À, quay khẩu RBK này ok đó các bạn ạ. Được quá chừng nè. Để coi phụ kiện coi. À, gắn được thêm băng đạn mở rộng nè. Bán nòng với cả là ống nhắm á. Cũng ok. Nếu về mình coi phụ kiện làm mát không. Nếu rẻ rẻ thì mình chế tạo luôn, cho khẩu súng full phụ kiện á. Ừ, nhưng mà bây giờ tự nhiên thiếu vắng mấy thanh niên quái vật nhiễm nấm ký sinh cái cũng buồn buồn á các bạn nhờ. Ừ, bình thường bị dí ghê lắm. Bữa nay không thấy con nào luôn. Bởi vậy có không giữ mất thì tiếc là đây chứ đâu nữa. À thôi thôi thôi, mất gì phải tiếc mấy con đó, quên nữa. Nó bán hành cho mình mà tiếc cái gì. Ẩu rồi đó. Rồi ok, về nhà chế tạo phụ kiện liền thôi các bạn ơi. Tranh thủ á. Ôi. Gì vậy cô? Sao? Headshot nè. Headshot. Ui, bắn vô đầu là nó sẽ có nhiều đam hơn các bạn à. Quá đã luôn á. Mình sẽ em vô đầu nó để tăng sát thương lên, tiết kiệm đạn giống vậy đó. Rồi, vô trong. Cho vô đây coi phụ kiện coi. Nòng nhắm thì mình sẽ nên dùng scope gì ta? Chắc mình sẽ ưu tiên cái red dot đi ha. Tại chủ yếu súng mình bắn tầm gần thôi à, không phải bắn tầm xa quá đâu. Còn thủy tinh 8 sắt, 4 redstone, khá là rẻ nè. Cho nên là mình sẽ lập tức chế tạo liền luôn ha. Đây, red dot. Tiếp theo là nòng. Mình sẽ coi chúng ta có những cái loại nòng gì nào. Mình phải nhìn kỹ nha, tại vì có một số nòng nó không hỗ trợ cái súng của mình á. Mình sẽ ưu tiên những cái nòng mà nó giảm đồ vật cho mình càng nhiều càng tốt ha. Ý, cái này nè, cái này là nòng giảm vật nè. Wow, 10 sắt, 4 vàng. Ok, sắt với vàng nè đúng không? Làm liền luôn. Có liền cái nòng giảm vật ha. Tiếp theo là cái ủa cái này là gì ta? Cái bán đúng không? Ừ đúng rồi. Ui, cái bán này quá trời ngon nè. Cần thêm một chút xíu da nha. Ủa da mình còn không ta? À đây. Có da đây luôn. Vậy thì ok rồi. Làm liền luôn ha. Đồ thì cũng đã chế xong. Xách súng ra và chúng ta ghép vô thôi ha. Ê, mình thiếu cái băng đạn nha. Ừ đúng rồi. Quên coi cái băng đạn nữa. Băng đạn đây. Mình sẽ ưu tiên băng đạn mở rộng ha. Cấp độ cao nhất luôn đi, coi được không? Băng đạn phải lăn xuống dưới nè. Đây, băng đạn mở rộng của súng mình thì nó sẽ còn 3 kim cương, nửa stack sắt với cả là 12 vàng. Wow. Hơi mát á nhen. Nửa stack sắt đúng không? Thêm 12 vàng nữa nè. Rồi, đầu tư cho tới luôn ha. Súng mình bây giờ gần như là maximum luôn rồi đó các bạn à. Ngon luôn. Lắp phụ kiện vô thôi. Băng đạn nè. Nó, trời. Cộng thêm 35 viên các bạn à. Giờ súng mình cũng được 70 mấy viên á, 76 viên. Bán súng nè. Dài ra ngay. Thêm cái nòng nữa. Đó. Và cuối cùng là cái red dot ha. Wow. Các bạn coi súng mình kìa. Giờ nhìn xịn sò ra hẳn luôn. Nạp đạn coi. Ui dạ, băng đạn này hơi nhiều nên là nạp hơi lâu ha. Bắn thử coi. Ui cũng im phết nè. Không quá giật các bạn. Mình sẽ test thử một băng ha. Bây giờ không có cái bia. Ê đúng rồi, mình làm cái bia đi. Hình như trong đây có công thức làm cái bia tập bắn hay sao á. Để mình coi thử ha. Đây công thức của nó nè các bạn. Cắt redstone và gỗ thôi. Khá là dễ luôn. Rồi làm liền cái. Đi test súng liền. Nói chung cái gì cũng tập luyện. Bắn súng cũng vậy ha. Phải tập luyện thì mới lên trình bắn được. Rồi đứng tầm này bắn được ha. Ôi trời, cái này nó phải đợi một thời gian nó mới bật lên được các bạn ơi. Ok, khá ổn. Đúng như quảng cáo ha, 9 đam một viên thì khá là ok. Ví dụ bắn vô đầu chắc có thể là nó lên được tới mười mấy đam á các bạn à. Vậy là cũng ngon rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cần làm rất là nhiều đạn luôn cơ. Đâu rồi, cái loại đạn mình cần chế tạo nè. Đây, để khi mà mình đi săn bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh á thì mình sẽ không có bị thiếu đạn ha. Nãy giờ copper mình nấu tới đâu rồi? Đây, có đây luôn nè các bạn. Giờ hơi thiếu thuốc súng á. Tranh thủ lúc mà không có quái vật nhiễm nấm ký sinh ở đây, mình sẽ đi săn thêm thuốc súng mang về các bạn ơi. Bắt buộc rồi đó. Ủa, xe mỏ chưa đương. Ôi trời, ôi trong này còn có súng nữa nè. Trời đất ơi, what the hell. Lượm được hai khẩu các bạn à. Repeating, một khẩu shotgun á. Và một khẩu survive rifle. Wow.
Nhưng mà thôi, bữa nay mình đang có súng xịn hơn rồi. Ủa tiên súng xịn đi ha. Hôm bữa chưa có súng thì không gặp đâu. Nay có súng cái đi vô khu mỏ mà còn gặp được súng nữa. Ảo thật đó chứ. Cái gì đây? What the hell? Wind Ripper nó còn ra lũ đạn nữa, thánh thần ơi. Nè đi. Trời ơi, Ripper bây giờ độc lạ vậy. What? Ê, cái lũ đạn nhìn thì có vẻ vô hại nhưng mà nổ một phát thì rất là thốn luôn các bạn ơi. Mình hơi bị ẩu rồi đó. Trời đất ơi, uổng phí một cái vật tổ ghê. Nghịch dại rồi. Ui ui. Ui tôi xong rồi, bọn chúng bắt đầu xuất hiện lại rồi các bạn ơi. Ê, không phải Red. Ê, tại vì mình mới phát hiện ra có một cái công thức khác để chúng ta làm ra được cái thuốc súng các bạn. Ui từ từ từ. À, bọn này có vẻ là dùng súng bắn cũng khá là mau gục các bạn ơi. Tại mình đang chắc chiêu nên là mình không dám sấy nó thôi. Nhưng mà có vẻ là khá ổn nha. Ôi ôi. No, no, no. Lẹ 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 lẹ. Cái xẻng rồi. Đi đào sỏi thôi các bạn. Mình sẽ cần. Ấy. Mình sắp hết đạn rồi. Mình chuyển sang xài saber đỡ các bạn ơi. Đó thấy chưa. Mình biết ngay mà. Ý là mình đã chuẩn bị trước cho cái ngày này rồi đó. Mà không ngờ bọn chúng đã tới sớm hơn mình nghĩ các bạn ơi. Yêu ơi, mới đêm của ngày 69 thôi mà bọn chúng đã càng quét rồi. Ok, hôm nay đã là ngày 70 rồi nên là mình phải tranh thủ ha. Trước mắt thì mình sẽ làm thêm đạn trước nè. Là nhiều luôn. Dư thì mình sẽ tạm thời cất vô trong ba lô ha. Một xíu nữa mình sẽ làm món đồ giúp mình có thể trữ đạn một cách tốt hơn các bạn. Và công thức hồi nãy mình nói đó chính là cái công thức này nè. Mình sẽ cần đường, than củi với cả là những cái cục sỏi đó các bạn là làm được thuốc súng rồi. Vậy là sắp tới mình sẽ không cần phải đi săn Ripper quá nhiều đâu các bạn ơi. Đã im nha. Chưa, để mình nấu thêm những cái copper cái đã. Và nãy mình cũng có nói cái món đồ trữ đạn á là cái này nè các bạn á. Những cái hộp đạn. Công thức của nó thì cần chủ yếu là gỗ với cả là một viên kim cương cho một cái hộp ha. Mình thấy cái giá này cũng khá là rẻ đó. Nên là đầu tư luôn hộp bằng kim cương cho nó xịn ha. Rồi, việc còn lại của mình là cất đạn vô trong thôi. Đấy, một hộp đạn như vậy trữ chắc cũng cỡ 500-600 viên đó các bạn à, không ít đâu. Rồi, nạp đạn lại. Hồi nãy mình hết đạn nên là mình không dám sấy bọn chúng. Bây giờ gặp bọn chúng là mình sấy tới công chuyện luôn á chứ. Đâu rồi, bọn chúng rồi. Hình như bọn chúng không lên cao các bạn. Chỉ có dưới chỗ thấp thấp, gần gần mấy cái hồ đồ ha. Thì gặp bọn chúng thôi chứ trên cao này không hề gặp luôn. Ý, còn có bác thương nhân đi ngang nữa nè. Trời, bác này bán vỏ chuối nữa chứ. Tôi giỡn mặt với bác hả? Ít thì đưa tôi 5 ngọc lục bảo, nhiều thì 5 khói. Chứ đâu mà bán cái vỏ chuối như vậy. Bác coi chừng tôi đó. Coi chừng là tôi xin hai em lạc đà nha. Rồi, gà dễ với bác chân làng đơn xíu thôi các bạn. Giờ thì chắc mình vô trong mình làm thêm đạn cái đã. Tại vì 200 viên mình thấy còn không quá nhiều á. Bèo bèo gì cũng chắc cũng cỡ 500 viên. May ra mới đủ mình bắn trong một đêm á. Ok, có nhiều đỡ bao nhiêu ha. 300 viên. Cất bớt mấy cái đồ lặt vặt vô trong nè. Để chuẩn bị lên đường thôi các bạn ơi. Hôm nay lại là một ngày dài đối với mình đây. Tại vì mình vẫn chưa tìm được cái hòn đảo bắt đầu á. Ui ui. À, núp ở dưới hả. Mình đã có red dot rồi các bạn. À, nó thấy mình. Ở đây. Bắn vô đầu nè. Headshot nha cưng. Bay red headshot nó thì chỉ tầm 5 viên thôi các bạn là hiểu hả. Nói chung thì cái này đòi hỏi cái trình của mình á. Trình mình đỡ đỡ thì bắn đỡ hao đạn ha. Còn gà quá thì hơi hao đạn xíu. Và công trình bên này họ không biết là công trình gì nhờ. Coi thử coi. Ủa, có sắt và vàng. Thêm một quyển sách enchant nữa nè. Ồ, hồ bơi à. Ừ, trong này có vẻ là nguy hiểm. Ê, có Tiểu Cường. Ui da, đây là nhà của Tiểu Cường hay sao á. Ok, coi thử coi. Trời ơi, nhà Tiểu Cường giàu vậy. Mày nữa ơi. Ê, nhìn cái giáp ngựa mình mới nhớ ta. Em ngựa của mình, đúng rồi. Mình quên kêu em ngựa lại cái nhà mới nữa. Trời ơi, mình tệ quá. Eo, không được rồi. Mình phải về nhà kêu em ngựa vô nhà mình ở các bạn ơi. Chứ lâu rồi chưa gặp lại em. Thiệt luôn á. Anh em cây khế kiểu này thì có chắc bệnh lâu đâu. Rồi,
Đợi mình xíu nha, bay về nhà một cái. Vô trong nhà luôn đi cho cẩn thận các bạn. Rồi kêu em ngựa lại. À, em vẫn đầy máu từ cái chỗ nhà thờ hôm bữa các bạn à. Hên á. Rồi giờ thì em ở nhà hơi cô đơn xíu ha. Thôi như vậy thì mình xuống dưới mình bắt Tiêu Cường đi. Cho Tiêu Cường chơi chung với em ngựa. Ê, 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 con này định làm gì? Định làm gì hả? Định đi chậm ngựa hả gì? Thấy em ngựa tôi ở nhà mình nữa. À còn cầm dao nữa. Con này láo. Quái vật nhiễm nấm cái sinh mình còn hạ được. Mấy thanh niên này á, giang hồ cạn mình không có sợ đâu. Đâu ta? Ủa Tiểu Cường, à đây 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 Tiểu Cường đây. Chạy đi đâu hả Tiểu Cường? Về nhà với anh. Ê, trời, nhanh dữ vậy. Vừa thả ra cái em chạy liền các bạn ơi. Tiểu Cường tốc độ thiệt. Ok. Rồi, Tiểu Cường hết chạy nha, ở trong nhà với tôi đi. Để chắc cú hơn thì cho em cái tên luôn ha. Rồi. À, Tiểu Cường. Còn em ngựa của mình sẽ là Đại Cường ha. Giống như là anh em vậy đó các bạn ạ. Ok, ui, khoan từ từ. Mình phải thay cái tấm áp lực này bằng cái nút mới được. Chứ không thôi là Tiểu Cường giọt mất á các bạn ơi. Rồi, ok. Mọi thứ ở nhà gần như đã xong rồi ha. Mình an tâm đi khám phá rồi đó các bạn ạ. Cái gì? Ủa? Tính ra là kế cái căn cứ mới của mình lại có một cái ổ dịch khác nữa các bạn. Một cái bệnh viện. Eo. Không ổn rồi. Mình phải tiếp tục hành nghề rồi các bạn ơi. Đặt cục CDU xuống và đợi cho nó làm việc thôi. Mình mà không làm khéo á là từ này nó sẽ bắt đầu lan ra. Và nó sẽ tiếp tục xâm chiếm khu vực mới của mình. Là sẽ không có kết thúc được cái đại dịch này đâu đó. Ê nhưng mà có vẻ ngày 70 này khá yên. Ê không yên bình các bạn ơi. Mình tính khen ngày 70 này yên bình nhưng mà ở dưới có con quái vật nó nhiễm nấm ký sinh nửa dài kìa. Nhắm vô đầu nó mà bắn các bạn. Sẽ gây được nhiều đam không? Ui cô trâu chưa cần. Yêu. Còn con kia là con. Ê, con nổ đúng không? Ừ hình như con đó là con nổ các bạn. Ôi, sao nó trâu vậy? Ủa bắn xa nó có giảm đam không ta? Mà sao mà mình cảm giác bắn xa nó không mạnh lắm các bạn ơi. Ê ê ê gớt rồi. Yêu ơi. Một cục không xi nhê à. Chắc mình đặt thêm một cục giống như thông thường nữa ha. Lúc nào cũng vậy. Tầm 2 cục mới dọn sạch được cái bệnh viện các bạn à. Và làm 2 lần. Một lần ở trên này. Một lần ở phía dưới ha. Trời cũng sắp tối rồi. Ủa nãy mình đi mình có đem theo cái túi ngủ không trời? À có các bạn ơi. Im. Hy vọng là không có bị mất ngủ nữa. Ngủ giấc cho nó đàng hoàng cái coi. Ok. Mới thấy ngủ được giấc nó ok các bạn à. Tới sáng luôn. Và khu vực này thì những cây nấm cũng đã được dọn gần như là sạch sẽ ở khúc này rồi ha. Chỉ còn ở tầng dưới thôi các bạn à. Chắc bây giờ mình sẽ dời cái CDU xuống dưới để chúng ta dọn nốt cái nữa. Rồi đi tiếp vậy. Lọc mà ghé qua thì ít ra cũng phải sạch sẽ. Ơi trời. Ôi. Ôi hình như ngày 71 là bắt đầu. Bọn chúng đã đông hơn rồi nè. Ê cô kìa. Quá chừng luôn rồi. Hơi bị đông rồi đó. Cô kìa. Yêu nó đang áp sát lại các bạn ơi. Ây da, ây da. Đã tới lúc để chúng ta thể hiện sức mạnh rồi. Chúng sinh bình đẳng. Rồi đây. Rồi đây. Hay red hả? Chào quá phải bật cốp lên các bạn ơi. Không thôi bắn nó giật lắm. Này thì cưỡi bét hả? Lại đây. Lại đây. Càng đông càng tốt. Các bạn coi cơ. Úi xa. Ôi ôi con này tàn hình. Tàn hình hả? Cho nó tàn hình luôn. Headshot liền. Ê, hết đạn. Nhập đạn lại cái. Nói chung thì đi càng khá là vui các bạn ạ. Mà lượng đạn của mình bây giờ không còn quá nhiều các bạn ạ. Bình tĩnh. Hình như mình chưa có gắn cái vật tổ trường sinh vô các bạn ơi. Ê, hết đạn. Không ổn rồi. Quên nữa, mình phải gắn cái vật tổ trường sinh vô chứ. Như vậy là mình chơi hơi liều đấy. Rồi gắn trên đây thêm một cục CDU nữa. Trời ơi nó nổ rồi. Mày đất ơi. Quá chừng quá đất. Làm cũng ăn no bụng trước các bạn ơi. Sau đó thì lấy vật tổ trong ba lô mình ra nè. Rồi. Có vật tổ trên tay thì cũng tự tin hơn ha. Cài đạn cái nhẹ. Thèm kẹo đồng hơn. Ôi.
Ủa cục này còn hoạt động mà sao không tiêu diệt được cái thanh niên này ta? Ủa? Ủa? Cái gì? Ê đừng nói bây giờ bọn chúng miệng nhiễm với cục CDU rồi nha. Ê cục CDU ở đây mà bọn chúng không xi nhê gì luôn kìa. Mày nó coi, phải cho bọn chúng ăn kẹo đồng thì bọn chúng mới chịu ngủm củ tỏi các bạn. Chờ con này. Còn nó định ám sát mình các bạn ơi. Yêu. Ê con này nó định trèo lên. Ai cho người trèo lên? Tội tên nó full giáp luôn các bạn ơi. Hèn gì nó trâu quá trời quá đất. Một số con full giáp thì hơi khó tiêu diệt ha. Mấy con khác thì không full giáp là xác định với mình. Vài viên là ngẫm à. Ủa hay là cái này hết năng lượng ta? À hình như nó hết năng lượng các bạn ơi. Trời ơi hết năng lượng. Hèn vậy. Không hoạt động tốt là phải rồi. Mày phải chăm vô mới được. Những cái canister á, mày phải chăm liên tục ha. Hết là chăm liền. Bảo sao? Ê con Wendigo. Con nguy hiểm á. Phải cho nó ăn kẹo đồng liền. Ừ nó ngẫm rồi, nó ngẫm rồi. Không sao, không sao các bạn ơi. Ổn. Có vẻ là mình dần kiểm soát lại cái thế trận hơn rồi đó. Muốn hồn chim én thì chứ. Tưởng đâu là toan thì rồi. Với tình hình mà bắn súng như vậy chắc một xíu mình phải về và làm thêm đạn mới được các bạn ơi. Mới đủ bắn á. Ê con này nó trèo lên. Trời. Ôi trời nó chịu không nổi nó gớt xuống. Gớt xuống là các người xác định. Ôi, chỗ này sao mình vẫn còn nghe tiếng quái vật ta. Ok. Quái vật hả? Hé sọt liền. Còn con nào nữa? Có vẻ clear đó các bạn ơi. Ui trời, nó nhảy như kinh công vậy. Ý. Yêu. Không ổn rồi. Dọn xong những cái nấm này chắc mình cũng phải giọt thôi các bạn ơi. Ở lâu là xác định với bọn chúng liền. Bọn chúng sẽ định vị được vị trí của mình á. Và áp sát liền. Ê cái hộp đạn mình bây giờ sạch trơn rồi. Úi dồi. Mình bắn đạn quá trời hao rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. 31 viên cuối cùng. Tao khô máu với các ngươi. Con Ferret này. Lụm nó trước. Tại mình ghét con đó các bạn. Con này 2 viên. Tên này mấy viên đây? Ui 5 viên các bạn. Ui trâu phết á. Ai. Giọt. Hết đạn rồi. Ủa? Bò nấm. Ê dấu hiệu của việc mình sắp tới cái đảo khởi đầu nữa đó các bạn. Đảo nấm. Đằng kia có bò nấm xuất hiện rồi. Yêu nhưng mà các bạn có nhận ra điều gì không? Bọn chúng bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Kể cả khu vực núi cao giống như vậy. Yêu. Ê vậy hồi mình về nhà là cũng căng đó nha. Trời đất ơi. Ê sợ nha. À tích. Ôi hết đạn rồi. Cạch ta. Hết đạn thôi. Giọt thôi có đâu cắn. Ây da. Quá thật. Đúng như dự tính của mình rồi các bạn à. Từ ngày 70 trở về sau bọn chúng đã bắt đầu trở lại rồi nè. Và có vẻ lần này bọn chúng đông hơn lần trước nữa. Toàn là những con nguy hiểm không à. Toàn rồi. Ôi cơ. Giờ ít những con quái vật nhiễm nấm ký sinh thường lắm nha. Còn mấy con mà tiến hóa không à. Súng bắn nó còn không xi nhê. Ủa. Ủa sao mình đi hồi mình lại trở lại cái khu vực này rồi. Eo ơi. Bộ mình có duyên với vùng này hay sao các bạn ơi. Ui lỡ rồi. Mình sẽ xuống đây rồi mình làm lại cái Gunsmith table ha. Bàn chế tạo cũng có ở đây sẵn luôn. Ê nó đập nhà nó vô các bạn ơi. Yêu. Bữa nay là thất thủ ở trong này luôn rồi. Hết thủ nổi rồi. Hoàng đét ơi. Tốc độ nào. Làm lẹ. Đặt nó xuống cái. Ăn thêm ít bánh mì cho no bụng á. Lỡ nó vô còn chạy kịp. Đầu tiên là lấy thuốc súng. Tiếp theo là lấy đồng. Ủa trời nhưng mà đồng mình không còn nhiều các bạn ơi. Không đủ. Trời ạ. Đang nấu ở nhà. Cái con nào nó cưa ở dưới thấy ghét vậy. Cưa cái gì. Biết ồn không. Thôi.
nó đã biết mình ở đây rồi thì tốt nhất là mình nên dọt thôi các bạn ơi. Ở đó lâu hồi là mệt nữa đó. Căng rồi các bạn ơi. Nè, mình lại quay về cái khu này. À, mình đi nhầm hướng rồi. Oh no. Ủa tính ra hôm bữa mình... Ủa vậy hình như hôm bữa mình chưa dọn hết khu này sao các bạn ơi. Không ổn rồi. Mặc dù bây giờ mình hết đạn nhưng mà mình vẫn còn cục CDU ha. Chắc mình sẽ hành hiệp trường nghĩa đây nữa. Tiếp tục đặt một cục CDU ở đây ha. Để mình đẩy lùi luôn cái ổ dịch ngay chỗ này cái đó. Hèn gì vẫn còn một khu vực ổ dịch, bảo sao. Ok, và trong thời gian dưới hai tập mình sẽ cố gắng nấu thêm đồng các bạn, và cũng như cày thêm tài nguyên để chúng ta làm cái thuốc súng ha. Mình sẽ cần rất là nhiều thuốc súng cũng như là rất là nhiều đồng trong thời gian sắp tới để nạp hết vào những cái thùng đạn như vậy. Mình sẽ tích trữ tầm 10 thùng đạn, một thùng 500 viên, 10 thùng 5.000 viên. Ê, bot tới. Ui. Oh my gosh. Ai. Ui, nó phá kén, nó chui lên, nó tấn công mình các bạn. Genzen Breacher hả? Trời ơi, đang bóc phét ở trên này thì nó xuất hiện các bạn. Sao mà đỡ được? Ê, thêm một con khác nữa. Oh my god. Ui. Hai con liên tiếp luôn. Mình vẫn còn sống các bạn. Tính ra mình còn phước lớn mạng lớn. Ui. Đó. Không đẩy lùi đại dịch là hậu quả sẽ như vậy đó các bạn ơi. Suýt nữa thì chấm dứt ở đây rồi. Rồi, hy vọng là mình sẽ có thể làm được những cái mục tiêu mình đề ra hồi nãy ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa ở trong thế giới đại dịch nấm cây sinh. Và các bạn có nghĩ rằng mình sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch này hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nha. Và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.